Đi chèo cho đánh nè con, đánh nè con. Ai, nhưng mà mệt quá đi. Thôi chắc là bây giờ đi ngủ thôi nào. Được rồi, đi ngủ thôi. Ủa tiếng gì vậy? Ủa sáng sớm mà có tiếng gì ở đây vậy? Ủa có chuyện gì vậy các bạn? Ai vậy? Hello. Ha chê, đứng lại. Chạy. Đồ đáng ghét. Trời ơi, chị đáng ghét thật sự. Đừng có mà trách tôi nghe, đang ngủ à. Thôi bực bội quá các bạn ơi, mình sẽ đi lên trời mình ngủ cho nó khỏe. Thôi được rồi các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ đặt cái giường đây nè, mình sẽ ngủ ở trên trời luôn, khỏe không ai có thể gây rối mình được. Thôi ngủ thôi nè. Tiếng ai vậy? Ôi trời, sao bà bay lên đây chi vậy? Thôi đi xuống dưới ngủ đi nha. Cái gì vậy? Trời ơi các bạn ơi, từ tối hôm qua tới giờ mình chưa có một giấc ngủ nào luôn. Một cục cà bá lửa luôn rồi. Hai cái người này quá đáng thật sự. Bây giờ mình sẽ không ngủ trong làng đâu. Ngủ trong làng sẽ bị quá rồi. Mình sẽ không bao giờ ngủ được. Ở đằng kia có cánh cửa gì vậy? Ủa? Ở đâu ra cái chỗ vậy các bạn ơi? Cánh cửa để đi đến thế giới của giấc ngủ hả? Đây là nơi để cho mình ngủ chứ các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ bước vào đây. Mình ngủ, mình sẽ tạm biệt thế giới bên ngoài luôn. Thế giới bên ngoài sẽ không bao giờ đụng tới bản bên. Đi thôi. Ây cha, trời đất ơi, nó cho mình đi xuống đâu vậy? Ui, các bạn ơi, cái gì đang xuất hiện ở đây vậy các bạn ơi? Mình đi vào cái chỗ đó, cái tự nhiên nó cho mình đi vô chỗ nào đây các bạn? Chào mừng đi đến với thế giới tiệc ngủ quái vật kinh dị. Giọng của ai vậy? Ê, giọng đó là giọng của ai vậy? Ủa, người là ai vậy? Người dụ ta vô đây thế giới này để làm cái gì vậy? Người hãy ta ra nhanh lên, ai vậy? Ê, im đi cái thằng nhóc kia. Bây giờ mày đã lạc trong thế giới của bọn tao rồi. Bây giờ mày phải đối mặt với bọn tao. Nhưng mà ông là ai? Ý ông là sao? Ngươi không cần quan tâm đâu. Bây giờ ngươi chỉ cần làm nhiệm vụ này cho bọn ta. Lấy 4 chiếc giường đặt vào trong những cái ô cần thiết thì ngươi sẽ thoát khỏi đây. Còn không thì ngươi sẽ phải ở đây vĩnh viễn. Cái gì? Ủa, nhưng mà cái này là sao? Tiệc ngủ gì mà gì vậy? Là, ủa mấy cái chỗ cần thiết này là sao? Ủa rồi làm sao để tôi lấy được mấy cái giường ngủ? Ngươi có thấy những cánh cửa đằng kia không? Những cánh cửa đó ngươi đi vào trong sẽ có một thế giới. Và trong thì mỗi thế giới đó sẽ có một cái giường ngủ. Và ngươi hãy hoàn thành nhiệm vụ của tiệc ngủ này thì ngươi sẽ được thoát ra. Cái gì? Vậy là mình phải hoàn thành nhiệm vụ của tiệc ngủ cho các bạn. Không thôi là mình sẽ ở đây mãi mãi sao? Được rồi, chúc ngươi may mắn và cố gắng thoát khỏi cái chết nha. Trời ơi, sao mà nghe đáng sợ quá vậy trời? Chung bốn cái chỗ này mình nên đi chỗ nào đây? Được rồi, bây giờ vô cái chỗ màu xanh dương trước nha các bạn, let's go. Ôi, các bạn ơi, bây giờ mình đang đi đến đâu đây? Cái cửa gì đây? Em mở cửa ra coi. Ủa, ê, cái giường nè, nó bị rào lên rồi, làm sao để lấy được đây? Ủa, có một người đàn ông nào vậy các bạn? Ê, các bạn ơi, cái người đàn ông này bắt mình phải làm nhiệm vụ nè. Mình phải lấy được, lấy một cái những cái hộp chữ cái thì mình mới đổi được một cái cúp các bạn nè. Còn không thì mình không thể nào lấy được. Nhưng mà ở chỗ này, chỗ nào mà mình nhìn quen quá vậy ta? Có bạn nào nhìn thấy quen không? Comment bên dưới cho mình biết chứ nha. Ôi, chết rồi, mình nhớ ra rồi. Các như bạn ta cảm thấy có gì đó đây đó em gái. Ta gì? Ui, biết rồi. Cái đó chính là rainbow fan kinh dị. Em canh cho. Trời ơi các bạn ơi, cái con này là cái con green, cái con bị mù nè. Trời ơi các bạn nhìn kìa, nó đang đi vòng vòng tìm mình. Mình thấy rồi kìa các bạn ơi. Mình thấy có một cái chữ kìa. S sao được rồi, lấy chữ S một chữ đầu tiên nè. Ui, được khác rồi, đi lối khác rồi các bạn ơi. Đã lâu lắm rồi mình không có quay trở lại đây. Nhưng mà ngày hôm nay mình quay trở lại đây mà nó càng ngày càng kinh dị hơn. Nếu các bạn muốn mình tìm hiểu thế giới rainbow fan vào những video tiếp theo, các bạn đừng quên comment bên dưới nha. Còn mình thì bây giờ mình sẽ đi tìm. Ê, có thêm một chữ nè, hai chữ rồi nè các bạn ơi. Ui, cái khu rainbow fan ngày hôm nay lạ quá đi à. Lần đầu tiên mà mình được tham gia luôn. Ê, nghe nói à, là có cái tên nhà đang ở chỗ của mình đó. Cái hình như là trong rainbow fan vừa mới có con mới đúng không? Cái con đó là con màu vàng, con dế lô. Có chữ A kìa. Ui, lấy thêm một chữ nữa rồi. Ui, đi lẹ. Trời ơi. Ai, bây giờ phải làm sao đây các bạn ơi. Còn một hộp nữa kìa. Đây rồi. Lấy luôn nè. Ui, chà, bốn hộp rồi. Ai, con gì nữa vậy? Ui, cái con gì á? Sao ta nghe cái tiếng gì á ta? What the hell? Một cái con màu hồng sao? Con pin nè các bạn ơi. Ui, đáng sợ quá à. Trời ơi, trong rainbow fan bây giờ có nhiều hành viên
mới nữa rồi. Bây giờ mình phải cẩn thận các bạn ơi. Hay bây giờ qua tới chỗ nào khác rồi các bạn ơi. Ơi, mình thấy ơi, cái con màu tím này là một cái con mà hồi xưa là mình nhớ là nó giật cái, nó cầm cái tay nó giật vô nè. Ôi, thôi được rồi, bây giờ mình chỉ cần né né xả được rồi. Bây giờ chỉ cần lấy cái cục này nữa thôi là được 5 cục rồi nè. Yeah, đi thôi nào. Ai, cuối cùng thì mình cũng đã lấy được rồi các bạn ơi. Rồi được rồi, bây giờ mình sẽ cái gì vậy? Ôi, 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 sao nó có thể đứng lên được vậy? Ôi, 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 nè, bây giờ nó có thể ra được khỏi cái cổng rồi sao? Ôi, chạy, 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 đi lẹ, đi lẹ các bạn ơi. Cuối cùng mình cũng đã được 5 cái chữ cái này rồi. Được rồi, bây giờ kết hợp nó trở lại thành một cái chữ block bự thôi nào. Được rồi các bạn ơi, và bây giờ nó sẽ trở thành nguyên một cái block chữ khổng lồ rồi. Được rồi, đổi ra được cái cúp nè. Rồi, cái bây giờ mình sẽ mở mình lấy cái giường đầu tiên. Được rồi, lấy thôi, lấy nè. Rồi, khỏi đây nhanh lên, rồi khỏi đây nhanh lên, đi thôi. Được rồi các bạn ơi, một cái giường đầu tiên nè hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ lựa chọn tới chỗ nào tiếp theo đây. Ha, à, bên màu đen này cũng được nè các bạn ơi. Rồi được rồi, bây giờ mình sẽ lựa chọn là màu đen nha. Mở cửa ra nè. Được rồi, đi vào trong thôi. Ủa bây giờ mình đang ở chỗ nào mà sao nó trắng xóa vậy các bạn? Ừ, cái giường nè, cái giường màu đen đây rồi. Mình phải lấy được cái giường này. Nhưng mà ở đây làm gì có chỗ nào để lấy được, sao mà nó trắng xóa như thế này thì làm sao mình lấy được ta? Ủa, ở đằng trước có cái cục gì mà bự bự vậy? Từ từ, để mình cầm cái cục này mình mở lên thử coi. Ấy, ấy chà. Ủa, chết rồi. Hình như là mình nhầm rồi. Oh, hell. Nắm cái đầu tao lên, tao đang ngủ mà. Chết rồi, hình như đây là mình đã vô được gọi là tiệc ngủ của mình của thế giới alphabet các bạn à. Bây giờ mình đang gặp chữ F. Từ từ, tôi xin lỗi nhiều. Mày sẽ phải trả giá về những gì mà đã làm cho giới giấc ngủ của tao. Được rồi, bây giờ ra đi tụi mày ơi. Ôi, cái gì vậy? Các bạn ơi, mày còn quái vật ABC luôn. Hình như là tên này đó, bọn này có cách gọi là chơi chung với tên F đúng không? Thôi bọn này là những chữ cái mà bị kinh dị nè. Ê, trời, ê, trời, ê, mày, cung nè, mày, ê, ê, à, ui, chết rồi, bọn này mạnh quá các bạn ơi, làm sao mà đánh bại được bọn chúng nè, mày, mày chết nè, mày chết nè, ui, đằng kia có những cây bút chì sao, đi rồi, ê, trời, được rồi, bây giờ tao sẽ này, tao drop mày nè con, ê, trời, mày nè con, mày ơi, ui, các bạn ơi, cái cây bút chì này mạnh quá đây à, bây giờ mình chỉ cần mình drop nó một cái thôi, là bọn chúng sẽ biến mất. Được rồi, xe mày lên, mày tiêu diệt cho tao đi, xe ơi. Được rồi, con nhào vô đây, tôi sẽ không tha thứ cho đâu. Ý cha, ý cha, chết nè, cái cục rơm này xịn quá đi các bạn à. Bây giờ con tao hả, tao cũng sẽ tiêu diệt mày luôn nè con kia. Ông vô đây, ý, hãy chết nè cha. Chết nè cha, chết đi. Ôi, còn bây giờ thì mở cái cửa nó ra và mình sẽ vào trong đó mình lấy cái rương các bạn à. Được rồi, mình sẽ lấy được cái cúp đây rồi. Rồi, bây giờ có được cái giường tiếp theo rồi các bạn ơi, cái giường thứ hai của mình đây rồi. Đào. Ôi, được rồi, lấy thôi, được rồi, đi thôi. Được rồi, đâu rồi, cái giường thứ hai đây rồi, đây rồi. Rồi, bây giờ cái chỗ tiếp theo của mình phải lựa chọn là bên đỏ hoặc là bên nâu đây. Ôi, được rồi, vào bên nâu đi, bên nâu mình nghĩ nó an toàn hơn các bạn à. Được rồi, mở cửa ra, đi vào thôi. Mở cửa ra nè. Nơi này là nơi nào vậy? Sao mình lại tiếp tục vào một cái chỗ nào đó? Mình nhìn nó quen thuộc lắm các bạn à. Dường như là mình đã đi qua đây lâu lắm rồi. Mình đã đi hoài, mình đi rất là nhiều luôn hay sao ơi. Ở đằng kia có cái gì nè? Để coi thử coi. Ý, cái giường kìa, cái giường màu nâu kìa các bạn ơi. Nhưng mà cái cửa này hình như đã bị khóa rồi. Tìm chìa khóa ở đâu đây ta? Ai, bây giờ mình phải làm sao đây? Ui, cái này là quái quái trời. Các bạn ơi, cái đó là tụi quái vật đó mà. Hình như là đây là mình vô thế giới của đo các bạn ơi. Mà bây giờ tụi nó bên ngoài, tụi nó đang đập cửa gầm gầm luôn kìa. Ôi ơi, bên tụi nó tới đây rồi. Ôi, bây giờ mình phải làm sao đây? Tìm chìa khóa để mở cửa sao? Làm sao để tìm được? Ôi, không thấy chìa khóa các bạn ha. Vậy là mình phải thoát cái khỏi chỗ này rồi. Mình phải đi ra ngoài cái phải mấy cái phòng khác để mình tìm coi. Bọn chúng đang đứng ở bên ngoài kìa. Vô lại, đóng cửa lại nè. Ôi, lục nơi này coi, trời ơi, mấy cái chìa khóa nằm ở đâu vậy trời? Ôi, không thấy. Mở cửa ra chạy qua bên kia nha. 1, 2, 3. Chết rồi, bọn nó vô được rồi. Bây giờ mình phải làm gì đây? Mở cửa nè. Ủa, nơi này là sao? Vậy là mình sẽ đi vô những từ cửa này mà mình đi qua cửa khác sao? Cái chìa khóa đây rồi. Nhưng mà bây giờ bọn chúng đang xung quanh mình ghê quá. Nhanh lên, lấy chìa khóa nè, chạy thôi nào. Đi ra ngoài, đóng cửa lại. Được rồi, mà đi mở chìa khóa và lấy cái giường thôi. Lấy cái giường thôi nào. Được rồi. Chết rồi, bọn chúng đang đứng trước mặt mình kìa không. Đau quá các bạn ơi. Ủa sao mình lại quay trở lại chỗ này rồi sao? Ủa,
Ủa, bộ mấy con quái vật đó, nó không ăn thịt mình hả các bạn? Ủa, tụi nó tha mạng cho mình rồi, may quá đi à. Nhờ tụi nó bây giờ mình đã có thể gọi là hoàn thành được ba cái giường rồi các bạn ơi. Và còn một cái giường cuối cùng nữa, cái giường màu đỏ. Nhưng mà bây giờ không biết là cái chỗ cuối cùng này nó có khó hay không nữa. Nhưng mà ba chỗ kia mình cảm thấy nó khá là áp lực với mình luôn. Được rồi, bây giờ mình sẽ qua cái chỗ cuối cùng nha các bạn, cái giường màu đỏ. Được rồi, đi thôi. Bây giờ mình đã vô cái chỗ màu đỏ rồi đây các bạn ơi. Ủa nhưng mà có cái gì ở đây không? Sao tự nhiên cái chỗ này là cái chỗ gì mà nó ghê quá vậy? Mấy cái này là cái gì vậy? Ôi, mày nguyên cái bẫy gai luôn. Ủa, nhưng mà cái này là sao? Cuối cùng thì mẹ mới đến được dòng này rồi sao? Các bạn ơi, sao giọng nói đi nghe quen quá vậy? Hình như là Chainsaw Man sao? Tao chính là người đã dụ mày vào cái tiệc ngủ kinh dị này đó. Và bây giờ hãy cố gắng kết thúc này đi, chịu không sầu riêng. Nhưng mà bây giờ tôi chưa tìm được cái giường thứ tư mà. Sao anh lại hất hứa như vậy? Trời. Tại vì bây giờ ta đói bụng lắm rồi. Ta là quỷ cưa mà, người không nhớ hả? Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao đây? Nếu mà bây giờ mình chạy thì mình phải chạy qua những chướng ngại vật này các bạn ơi. Nhưng mà ở xung quanh đây toàn là gai không à. Đừng nói nhiều nữa, bắt đầu cuộc rượt đuổi này thôi. Ôi, no, ôi, chạy. Ôi, các bạn ơi, mấy cái gai này nhiều quá. Chạy lại. Trời ơi, đừng có đường tôi nữa mà. Chính xác mẹ, tôi xin lỗi anh nhiều. Ôi, mấy cái này là cái gì vậy các bạn ơi? Cái này là giống quỷ gai sao? Ôi, mấy cái này nó đẩy đau quá đi à. Mày sẽ không thể nào thoát khỏi đâu. Mày sẽ bị nó cưa cho mày chết. Đâu, mấy cái này. Ôi, né nè, tao né nè. Né nè. Ôi, dừng qua nè. Ai đồ đáng ghét. Mày đã vượt qua rồi sao? Lần này coi như là mày hên rồi đó. Ôi trời ơi các bạn ơi, mình đã vượt qua được Chainsaw Man rồi sao? Ui, bây giờ đi xuống dưới đây là cái gì đây? Một cái bậc thang cuối cùng nè. Ui, cái giường đây rồi, cái giường cuối cùng. Mình đã được sở hữu được 4 cái giường rồi các bạn ơi. Còn bây giờ thì được rồi, đặt vô nè và hoàn thành rồi các bạn ơi. Cuối cùng mình cũng đã đủ được 4 chiếc giường trong thế giới tiệc ngủ ngày hôm nay rồi. Cuối cùng mình cũng được thoát ra khỏi chỗ này rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì video này cũng kết thúc. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này nghe. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn nghe tốt lành. See ya.